Cái điều hòa trên tầng 5 lạnh buốt rồi nhá. Có gì lâu lâu cho anh. Ok anh. Gửi anh nhá. Khiếp, nhìn như hai mẹ con. Bà ấy tuần nào chẳng đến đây. Chị già, chị dâu. Bọn trẻ trâu bây giờ cũng thực dụng lắm. Thôi, làm việc đi. Thì thích kiểu nhân viên kinh doanh như thằng Dũng nhà mình cái này. Thế thì mới có nhiều câu chuyện là đổi tình, lấy hợp đồng. Thằng Dũng nhà mình nó đẹp trai ngời ngời như này. Các bà các cô ai chẳng mê. Chính bà ấy là người chúc say thằng Dũng tối qua chứ ai. Mục đích để làm gì biết không? Tao không nói ra ấy, thì mày cũng sẽ tưởng tượng ra một kết quả quá là dã rời. Còn mày mà không nghĩ ra ấy, thì mày là một thằng ngu. Qua đánh giá sơ bộ thì em có vết thương ở vùng đầu nhá. Em có cảm thấy buồn nôn không? Dạ, có. Có chóng mặt không? Có. Alo. Ai đấy? Sao lại nghe điện thoại của em thôi? Thằng Dũng đâu? Anh chờ một tí ạ. Định em cho bệnh nhân đi chụp phim. Alo. Bơm, em đang ở đâu? Sao anh gọi mà người khác lại nghe máy? Em đang định có tí việc với chị Diễm. Việc gì mà im lặng bắc như thế hả? Mối quan hệ của em với chị Diễm là như thế nào? Anh hỏi thì em bảo là mới quen, chỉ là đối tác làm ăn. Thế mà bây giờ đã nghe điện thoại của nhau, sao thân thiết thế hả? Thôi, có chuyện gì đúng không? Đừng có giấu. Tóm lại là đang ở đâu? Khách sạn nào? Khổ quá. Em đang đi có việc với chị Diễm thật mà. Em bận, chị nghe điện thoại của em thôi. Có gì đâu mà anh cứ phải. Thế nhá, em nói chuyện sau. Ôi. Hay quá, vẫn còn mới. Đây rồi. Phải có tiền mới làm phiền được thiên hạ, có đúng không ạ? Đúng. Có đúng không ạ? Đúng. Chị kia. Em ạ. Đúng rồi. Vâng. À, chị có thể trình bày gia cảnh ba đời nhà chị được không? Nhà chị có khá giả không? Dạ không ạ. Chị có vất vả không? Dạ có ạ. Thưa thầy, nhà em ba đời đều nghèo khó. Ông bà nghèo, bố mẹ nghèo, mà bạn thân em cũng nghèo. Còn hiện tại thì em chỉ có hai bàn tay trắng thôi ạ. Xin chúc mừng chị. Các cụ ngày xưa có câu, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nếu như đời ông bà các bạn nghèo, bố mẹ các bạn nghèo, nhưng đến đời các bạn, tôi chắc chắn sẽ giàu, vì các bạn đang học lớp làm giàu của tôi. Tôi có quan sát thấy có một số bạn không vỗ tay. Các bạn tưởng tôi đang chém gió đúng không? Nhưng không hề. Các bạn xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, thì cái đam mê làm giàu của các bạn phải hơn người khác. Cái khao khát làm giàu của các bạn nó phải lớn hơn, nó phải mạnh mẽ, nó phải táo bạo hơn người giàu rất nhiều. Chính vì thế, tôi tin các bạn sẽ sớm chạm đến thành công. Tôi sẽ chữa lành nỗi đau về tiền cho các bạn, thiết kế dòng tiền hạnh phúc cho các bạn. Tôi đọc được cái sự nghi ngờ trong ánh mắt của cậu.
Cậu có thể cho tôi xem ước mơ của cậu được không? Oh, 3,5 tỷ các bạn ạ. Một con số không tồi. Thế nhưng mà cậu vẫn đang còn rất trẻ. Chả lẽ cậu chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi thế này thôi à? Cậu có tin rằng sau khi cậu học xong lớp học làm giàu đặc biệt này của tôi, cậu có thể kiếm được 30 tỷ trong 3 tháng? Cậu có tin không? 30 tỷ? Các bạn có làm được không? Tôi làm được. Thôi không được đâu. Anh đứng lại. Anh phải đi khép hai cái chân vào. Anh thử lại đi. Không. Đi kiểu catwalk mà. Đây nhá. Nhìn em đi nè. Anh thử nhá. Thôi. Anh chưa đi được đâu. Tốt nhất anh đứng yên đi. Đứng không kia. Nào. Không. Bỏ cái túi đồ hiệu xuống. Người nhà giàu người ta không khoe của cậu đấy. Nào cái mặt anh nó phải lạnh lùng, thế nhưng vẫn phải sang chảnh. Ôi khó thế. Khó mới phải làm, anh là người nhà giàu cơ mà. Nào, 2, 3, 2, 3, chuẩn doanh nhân Trần Ngọc Bảo. Muốn người khác giao phó tiền cho mình ý, thì trước tiên anh phải là người có tiền đã, thì người ta mới tin. Nhưng mà nếu mà anh giàu rồi ấy, thì cần gì phải chờ ai đưa tiền cho mình? Đúng rồi. Anh đã giàu rồi thì anh chẳng cần ai cả. Nhưng mà hiện tại anh chưa giàu. Nói đúng hơn thì trong tương lai chắc chắn anh sẽ giàu. Anh làm được không? Anh làm được. Anh chắc chưa? Chắc. Nói lại lần nữa. Tôi làm được. Tôi làm được. Tốt. Nên là bây giờ mình phải giả vờ là người có tiền. Quần áo, trang phục hiện đại đắt tiền. Thế nhưng mà cử chỉ phải thanh lịch, nhã nhặn. Phong thái, tự tin. Anh ý, anh phải xem nhiều clip vào. Nhìn các sát rồi bắt chước cử chỉ với lời nói của người ta. Thôi anh không xem đâu. Anh học em thôi. Nhìn em phát biết người có tiền luôn. Thế mới phải học. Nào, đứng lại. Anh tưởng tượng là anh rất nhiều tiền, sao anh đi shopping. Anh shopping nhiều quá bị mệt ý. Sao anh đi qua đây anh nghỉ tạm. Hiểu không? Anh hiểu. Nào, 2, 3 nào. Đúng rồi. Mệt nào. Mệt hơn nữa. Đúng rồi. Bản kế hoạch phân phối sản phẩm chào hè. Để lát anh xem. Tối qua anh để một mình cùng Dũng tiếp chị Diễm à? Thì sao? Anh thấy hình như chị cũng có thiện cảm cả nó mà. Anh ngồi lại thì có ích gì. Tốt nhất lúc đấy anh nên đi về. Anh gọi em thì em trốn. Anh có cảm giác giờ anh như là người thừa cái thế giới này. Cậu Dũng mới về làm, còn non nớt, thiếu kinh nghiệm. Nếu không biết cách làm mất lòng đối tác thì hỏng việc. Em yên tâm, cậu ta không non nớt như em nghĩ đâu. Em nhìn lại xem. Cậu ta về công ty mới có mấy tháng thôi, nhưng mà đã thay đổi hẳn rồi. Nhân viên những đứa trước đây hay ý kiến ý cò, giờ có dám ho he đâu.